Theo một phóng sự của đài truyền hình Mỹ RTBF, rất nhiều binh sĩ nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine không muốn ra tiền tuyến. Trong phóng sự phát sóng ngày 24 tháng 7, RBTF tường thuật những cuộc nói chuyện với các sĩ quan và binh sĩ tại một trại huấn luyện của tiểu đoàn tấn công số 49 ở miền đông Ukraine. Sĩ quan Vasilina Nakonechnya, phụ trách truyền thông của tiểu đoàn 49 cho biết, nội dung huấn luyện dành cho tân binh ở các trung tâm nghĩa vụ quân sự là hoàn toàn vô ích và đơn vị bắt buộc những người lính nghĩa vụ phải trải qua khóa huấn luyện cơ bản một lần nữa. Theo bà Nakonechnya, các đơn vị quân đội Ukraine cạnh tranh căng thẳng tại các trung tâm nghĩa vụ quân sự. Bà giải thích, chúng tôi ưu tiên chọn những người trẻ tuổi nhất, chúng tôi nhìn vào mắt họ để xem ai muốn ra trận. Tuy nhiên, vị sĩ quan này thừa nhận hầu hết lính nghĩa vụ không muốn ra tiền tuyến. Tiểu đoàn 49 từng là một đơn vị gồm các tay súng tình nguyện tham gia khi cuộc xung đột với Nga nổ ra. Nhưng đến nay, số người tình nguyện ban đầu đều đã tử trận hoặc bị thương. Một huấn luyện viên người nước ngoài có bí danh Ares nói với đài RBTF rằng tất cả các cựu binh đều đã chết hoặc bị thương hoặc sức cùng lực kiệt. Ông Ares nói mình vẫn còn một viên đạn trong chân và bị rối loạn tâm lý sau chấn thương. Theo AFP, quân đội Ukraine đã bị bào mòn sau 2 năm rưỡi giao tranh. Vào tháng 5, chính quyền Kiev đã điều chỉnh luật để có thể huy động thêm người vào quân đội. AFP dẫn lời một số tân binh cho biết họ đã bị huy động và đưa ra tiền tuyến một cách bất ngờ, không có nhiều chuẩn bị. Một huấn luyện viên tên Farid nói với AFP rằng chẳng phải ai cũng phù hợp để chiến đấu, tại sao lại bắt những người không muốn chiến đấu ra trận? Sĩ quan Nakonechnya thì bình luận rằng những người lính nghĩa vụ không muốn chiến đấu là vô dụng. Theo bà, chính phủ Ukraine đã bắt đầu hiểu rằng động lực là then chốt và có thể thay đổi các quy tắc huy động cho phù hợp. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 6 ước tính Ukraine mất 50.000 quân mỗi tháng, trong đó khoảng một nửa là không thể phục hồi, trong khi chỉ có thể huy động không quá 30.000 người thay thế. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.